Lo ngại ông dò dẻ có thể đốt khách tham quan sở thú ở quận 1, tối qua 23 tháng 11, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã giương thang cao hơn 30 mét để phá tổ ong đưa đi xử lý. Tổ ong có đường kính gần 1 mét trên ngọn cây dầu cao hơn 30 mét tại khu vực sân khấu Thảo Cầm Viên. Ban ngày nhiều con bay xuống phía dưới khiến khách tham quan hoảng sợ. Khu vực sân khấu thường tập trung nhiều em nhỏ tới xem biểu diễn văn nghệ khi tham quan sở thú, nên việc tồn tại tổ ong này là rất nguy hiểm. Ong dò dẻ đốt khiến người sốc phản vệ, nổi mề đay, tay chân lạnh, mạch yếu, không có mạch và các biến chứng nguy hiểm như suy thận hoặc suy gan. Độc tố của ong có thể gây tử vong sau 15 phút.